ប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកស្លាប់ 4 នាក់បន្តទៀតដោយសារកូវីដ-19នៅមុននេះបន្តិចមានករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ទៀតហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់រហូតទៅដល់ 4 នាក់ដែលជាចំនួនមួយច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង យោងតាមសេចក្តីលំអិតពីក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមានករណីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ចំនួន4នាក់ក្នុងនោះទី1បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ65ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុងរាជធានីភ្នំពេញនៅបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀន យោងតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាបុរសខាងលើបានស្លាប់ដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារវីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលអ្នកជំងឺកំពុងតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងនោះអ្នកស្លាប់ទី2បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ72ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កូវរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀនយោងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យ
rù lệ suốt thường thường ngồi tàng xong kháng, prom tàng miên chụp ngứ. Tức nôm bà em, bạch đốn, nâng xói đâm răng nôm tiệt phòng. Tị bấy, cơ chế sật rây chôn chết khám ai ai dụ xài sập rạm bấy chân nằm, rùa nớ khai bạch xây hà nốt bàn chôn xâm rạc nông mân tì bến. Cả bì thang ai tị đập rạm bấy mê xá, bì bòn mô phây mũi cân lòng tớ nỉ, bần tọa mốc đôi xá rô kê biệt thường thường ngó, sật tha nập hiểm, bị bát đọt đằng hớm. Đà trở bán, krom kru bê đâm rơ ói đạc xòl ốc xì xèn chung núi, có bôn tay mân ai chui bàn nâng bàn bạch băng chú vất nờ thang ánh nỉ. Nẹ xa lạp tị bốn, cư dư sơ trời chôn chết khám ai ai dụ xa sập chân ám, rù nơ sân cạch sạch chó khăn đồn bến rì thân nì phân bình. Nẹ chung ngư bàn xa lạp bạch băng chú vất nơ mân tì bến mân đốn chạ ẩn rể. Dông tám krom kru bê bàn ở đằng thá, sơ tha nập hiệp nẹ chung ngư cư mê lẹ cân ạ thôn thông ngô khlắng, bị bạc đọt đằng hấm, nâng rù lệ suốt tèng sóng hàng. Chà xôm bóng bóng ôn nâng tay bấn to ca bóng bà giặt ở bàn mến tên. Thằng ngày này rốt khơi mê nẹ xa lạp đôi xa COVID-19 ở hồ tốt đó buồn nẹ ấy nọ. Rì ai chùm nuôn nẹ đài cho lòng bình, cư con lăng chì riêng rõ thằng ngày cư ôi bụi bà rõm khăn mến tên. Mùi thằng ngày rốt khơi mở rối nẹ, bì rối nẹ, bây rối nẹ, buôn rối nẹ, con lăng đòi bà mùi rối nẹ có mến. Đôi chân này xôm bóng bóng cũng thuê bà hài ở xa COVID-19 nâng chùm bình khuôn dân. Xôm cho rùm cổ rộp tàu vì thiên nạc rộp bọc rộ xung sọc hạ phí bán bây cống bây cà bìa. Đâm bây chiêu viên cà cho lòng rị rèo đàn này chung ngư COVID-19 căn tại thuần thông ngốt nước nông bộ tế Campuchia dường. Chà hơi tệ tông nông bộ mê nị đai có xôm mình chọc tại trâm nỉ. Xôm ọ cún, xôm cổ rộp lìa.